chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở Ba Treo, một xã gọi là khó khăn nhất của cái tỉnh Lào Cai này. Cái khu vực này thì chủ yếu là người Mông sinh sống. Ngày xưa thì mình có công tác tại khu vực này 6 năm. Đây, hôm nay thì được lời mời của một em học sinh. Ngày xưa mình còn làm ở trên này. Thì em mời hôm nay đi đám cưới. Đấy, ngày hôm nay thì mình có thời gian thì mình đã lên đây để tham dự đám cưới của em ấy. Hiện tại là ngày hôm nay thì trời nó rất là mát mẻ. Và khu vực rất đông, như là đám cưới đang chuẩn bị diễn ra. Hiện tại là 10 giờ, em 11 giờ nhưng mà 10 giờ mình đã đến sớm để mình quay đi đám cưới này. Ở đây rồi, cô dâu chú rể rồi. Khoa tay cái. Đẹp quá. Ừ. Đây em cưới ở đây luôn à? Dạ vâng. Em nay bao nhiêu mâm em? Đông không? 60 mâm. Ui giời, tối hôm qua ăn rồi à? Đây cô dâu có cái mũ đẹp đấy. Anh thầy vào đây xem tí. Ô đám cưới này, đông vui quá. Đây là các cô gái người Mông này. Đồng vui quá nhỉ. Nhà xin giới thiệu mọi người, đây là cô dâu chú rể. Cô dâu là Sùng Thị Quả đúng không? Chú rể là Thanh Bình à? Vâng. Em là người đâu? Em ở dưới Bảo Thắng. À. Em là người Kinh đúng không? Vâng. À. Đấy, đi thế nào mà đi đi đâu mà lại gặp được cô gái người Mông này đây? Đi phượt á? Gặp nhau ở đâu? Gặp nhau đúng Bú Tre kìa anh ạ. À đấy. Thế nào gặp được cô gái người Mông ở Ba Treo rồi? Ngày xưa mình dạy đây 6 năm mà. Ở đây 6 năm ở thế này. Đấy, thế là yêu nhau được mấy năm? Yêu được 2 năm. À, 2 năm rồi cưới. Văn Quả trước đi học gì mà đúng không? Vâng, trước em làm du lịch kia rồi. À. Đi làm rồi gì? Em đi làm rồi. À. Đấy, đi làm rồi thì gặp nhau mới cưới nhau. Một bạn nam ở tận ở vùng thấp đúng không? Lên hẳn trên Ba Treo này lấy vợ. Gần trăm cây này. Hả? Gần trăm cây. Trăm cây ít, trăm cây ít. Tùy lấy vợ mấy nghìn cây. Trăm cây ít. Đây đây là mẹ em à? Vâng. À đây là. Đây là mẹ cô dâu. Đây mình vào đây mình xem mọi người đông hết rồi. Các cô gái người Mông mặc bộ đồ rất là đẹp đi ăn cưới này. Có mổ mấy con trâu anh? Có mổ trâu không? Không mổ trâu à? À đây cưới nhà gái không mổ trâu. Ê anh của cô dâu à? Không, mình chú à? Đây trong này còn một số mâm. Chào các ông các bà nhá. Bây giờ khách mời đã bắt đầu đến này, 11 giờ. Đây là phía bên ngoài đám cưới. Ở khu vực này thì chủ yếu đi xe máy. Người dân tộc Mông người ta đi xe máy. Đây là bên ngoài đám cưới. Đây là đám cưới ở nhà gái nên nói chung là cũng
tổ chức một cách đơn giản thôi, mời khách cũng không tổ chức như người Kinh như kia là nhạc rồi MC ở Mỹ đâu. Đây là người ta tổ chức rất đơn giản, toàn anh em bạn bè người dân xung quanh đến để chia vui với gia đình. Đấy, cuộc sống rất yên bình ở đây. Tại thì khách vẫn đang đến để dự đám cưới này. Đấy, bạn này bộ quần áo rất đẹp. Mấy chị này ở đâu đến đấy chứ, không phải ở đây chứ đúng không? À, đấy một quần áo khác mà. Đây là mẹ của cô dâu. Và một số khách mời ở các xã khác đã đến. Bộ quần áo cũng khác với ở khu vực bên này. Rượu đây là các thầy giáo đến từ trường Pa Treo, nay cũng đến dự với lại em học sinh cũ đây. Đây là lãnh đạo xã cũng đến dự. Lãnh đạo đâu? Lãnh đạo đâu? Đây. Trời ơi. Em muốn quay được món ăn trong kia chưa? Tưởng nay mổ trâu nhưng mà không thấy mổ trâu. Không phải mổ trâu à? Đây là các thầy giáo, cô giáo đến từ trường trung học cơ sở. Ngày xưa em học ở trường trung học sở, hôm nay em mời các thầy cô giáo đến để dự đám cưới. Em đã đi làm, đi học và đi làm. Em mời các thầy đấy nhỉ? À đấy. Đấy, cậu hôm nay có rất nhiều món này. Đấy, tự rót, tự quay, tự uống này. Đưa đây em quay cho uống đi. Bố đây. Em xem ở đây có món xôi này, xôi, giò, gà, thịt nướng, thịt nướng, thịt trâu, đầy đủ. Ai không hỏi ý kiến đâu mà ông cứ cho lên hình này hình á. Chủ nhà cho phép đến đây là vào hết. Đến đây, đến đây, đến đây thì xin phép rồi. Cho phép nha, này. Để kết việc xin phép đàng hoàng đó. Có chứ, tí nữa đằng nào chả thế. Không được làm thế. Đây là bố mẹ của cô dâu người rượu. Vừa làm ra hộ chiếu rồi, mấy ông đã đi rồi. Cô dâu chú rể đang đi mời rượu. Đây là các bố lão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Ở đây đây là bố mẹ của cô dâu uống mời rượu. Đâu chén đâu nhỉ? Uống với lại bố cô dâu tí. Uống với bố cô dâu tí. Này con rể đẹp trai quá anh nhỉ, con rể đẹp trai đấy. Đây có con rể đẹp trai quá. Con rể ấy. Đám cưới ở vùng cao này rất vui mọi người ạ. Sau khi đám cưới mà không ai muốn về. Đấy. Như thằng con đi rồi không có? Đây cô dâu chú rể. Đám cưới xong mọi người vẫn ở đây. Uống rượu xong say à, mình cũng say à. Mà tất cả mọi người chưa ai muốn về cả. Anh có chào nhá. Đây là chú cô dâu. Hôm nay mình sẽ uống với chú cô dâu một chén nhỉ? Ok nhá chị. Mình mời với chú cô dâu. Bà áo rất đẹp luôn. Đây cài cúc vào đi. Cái này bị tuột đi hỏng rồi. Tuột rồi thì có thể ra. Cái này bị tuột. Ờ bị tuột rồi thì anh vào để em quay lại anh mà một. Cầm đây. Các bạn ơi. Bạn cầm hộ cái này một tí. Đấy, cầm để uống với chú cô dâu một tí nhá. Ok. Cô dâu người Mông. Đẹp. Hôm nay chỉ có hai cô chú cô dâu người Mông là mặc quá rồi. Cái mũ này cho là đẹp tí, đẹp dài tí nữa. Nó đẹp này là 2 kiểu nhá. Một kiểu được, hai kiểu được. Con này đâu mà lần nữa. Đây, uống với chú cô dâu. Con đi. Bà treo. Ok. Không phải, anh em mình ở trên này, anh là sống đây 6 năm như này rồi đấy. 6 năm một bà treo đấy. Ok. Rất là vinh dự. Gái anh hôm nay là anh em mình không biết là chả đời không biết không con gái hay không, hôm nay rất vinh dự gả nhau, vui ly rượu, hạnh phúc tình cảm no là với nhau không phải người sao rồi. Ok, vui được hết đi anh ơi, hết rồi từ giờ nó chết rồi, nó vẫn lên đấy. Vâng. Lên đấy. Dạ, em mở cái mũ đi. Đây mượn mũ tí. Ôi giời ơi, thế là chủ mẹ của Miu Mông bảo mà rất đấy, mua này Sapa đấy. Mua thằng Sapa đấy. Ok. Mua thằng Sapa đấy. Đứng trên đây chụp ảnh nhá. Happy rồi. Ghé hả? Ghé một tí nữa cho ghé một tí. Ok. Hôm nay có bạn nhà mình uống rượu buồn quá. Mà đi. Ok, cảm ơn. Đây, có rồi, có cho mình rồi. Đấy, anh cầm mỗi em cái này. Đây cầm đấy, cầm nhận. Đấy cứ nhìn thấy mặt được rồi, đúng không? Ok được rồi, như thế được rồi. Ok được rồi. Đây. Đấy, anh ok chụp nhá. Chụp cho anh em một kiểu. Giữ một tí máy ảnh, giữ một tí. Ok. Thế là chỉnh á. Có gì sẽ sao là em bảo ra. Cái này xấu thì phải chỉnh nó đẹp đấy. Cháu đẹp, cái đẹp. Đúng người Mông luôn. Mặt đỏ tí, đúng người Mông luôn. 1, 2, 3, bắt đầu. Em là đủ, em là tên một trường đây. Ok rồi. Ok. Đây. Cầm đi đâu ấy? Đây cứ cầm đấy. Cứ cầm ra mà khoảng mít rồi nhá.
cứ chậm biết chơi đi nhá, cứ chậm biết chơi đi đấy. Đây thay đạo này. Hiện tại đám cưới vẫn đang rất vui mọi người ạ. Uống rượu xong rồi mọi người vẫn đang chụp ảnh gọi là chưa vui, rất vui. Đây đám cưới tuy rất đơn giản nhưng mà cảm thấy là mình rất hạnh phúc, rất vui, chụp ảnh các kiểu. Mình cũng uống rượu cũng hơi say say ạ. Người đang rất vui. Cô dâu chú rể chụp ảnh với tất cả mọi người. Không cần thiết phải có loa đài, MC giới thiệu. Đây rất vui. Ôi em bé khóc rồi. Đang buồn ngủ ấy. Rất vui. Đám cưới xong chưa ai muốn về, đang chụp ảnh cô dâu rể này. Rất vui. Không cần phải có loa đài âm thanh sáng hết. Và đây, rất vui luôn. Rất là vui, rất là ngon. Rất vui. Rất đẹp. Mặc áo trang phục người Mông rất đẹp. Vâng. Rất là và một áo rất là đẹp, rất là tốt. Cuộc sống tuy là không đầy đủ như mọi người ở dưới vùng xuôi nhưng mà ở đây mọi người rất tình cảm, nhưng mà có đám cưới rất là vui luôn mọi người. Đây xem rất là vui, chụp ảnh cô dâu chú rể gọi là chụp cháy máy luôn. Tuy rằng là ăn uống dọn xong rồi nhá, dọn xong hết tất cả mọi thứ rồi, uống rượu xong rồi dọn dẹp xong hết rồi, nhưng mà vẫn đang chưa muốn về luôn. Chưa ai muốn về cả. Đấy, xem rồi chụp ảnh rồi đi chơi nói chuyện. Mặc quần áo rất đẹp luôn. Hiểu nói gì luôn. Không hiểu nói gì. Anh ơi, có đấy, chuẩn đấy, chuẩn luôn. Chú rể cao quá. Mình vừa uống rượu đám cưới ra mọi người ạ. Mặt đỏ say rồi. Nhưng mà là dự tham dự đám cưới người Mông rất là vui.
Đấy, uống rượu xong mọi người ở lại chơi rồi chụp ảnh với cô dâu chú rể. Còn lâu mới về kìa. Thầy có lâu mới say. Trời ơi, đi bản đông rồi, lúc nào chả say. Ô tô đi mà, đi ô tô đi mà. Nhưng mà ô tô đi thì mà xuống trường mình ngủ thôi. Đi về bây giờ công an bắt đấy. Xuống trường thôi, xuống trường thôi. Công an nào không bắt được mình đâu. Ôi đừng, đừng nói, 7 triệu đấy. Xuống trường ngủ thôi. Đi đám cưới người ở dân trên này thì nói thẳng là mọi người là người ta kinh tế khó khăn. Đám cưới thì cũng rất đơn giản nhưng mà nó rất vui. Không có loa đài ầm ĩ nhảy múa như dưới những vùng thấp, nhưng mà thực ra là tình cảm người ta rất là vui. Mình đến uống rượu đây cũng cảm thấy là uống say rất vui. Bây giờ mình cũng say say rồi, mình đi về thôi. Nói rằng là không dám về nhà, về xuống trường ở dưới trường này để ngủ xong mai mình mới về. Đây, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Hôm nay thì nói thẳng là uống rượu với lại mọi người ở thôn này thì cũng say rồi, mặt mình cũng đỏ. Mình cũng không về nhà đâu. Ngủ lại thôn này xong ngày mai mình cũng về.